Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu về cái dòng xe Ben Trường Hải 6.4 2 cầu. Xe này có tên gọi là FD120 4 cái kép D. Xe FD120 4 cái kép D này thiết kế cái thùng rin là 5.4 với kích thước thùng dài là 3.8 và rộng là 2.14 và cao là 665 mm. Xe này được thiết kế hai màu. Màu này gọi là màu xanh dương và cái màu kế bên này gọi là màu xanh rêu. Xe FD120 4 cái kép D này có giá lăn bánh hiện tại là 689 triệu. Nếu mà mua trả góp qua ngân hàng ta đưa trước 235 triệu. Còn bên ngân hàng họ cho vay là 464 triệu. Xe sử dụng động cơ là Hyundai với dung tích xi lanh là 3760. Và công suất cực đại là 129 PS. Mô hình xoắn cực đại là 365 N ở vòng tua máy là 2004 nên cực kỳ là mạnh. Xe được thiết kế 3 chỗ ngồi cực kỳ là rộng rãi. Đây là wheel trong khoang lái của xe. Vô lăng của xe thì có cái logo pha lăng. Cần số thì 5 số tiến, 1 số lùi. Và vô số thì cực kỳ là nhẹ nhàng. Hiện tại đang vô số nguội nhưng mà vô rất là nhẹ. Hệ thống tắp lô của xe thì được thiết kế sẵn cái máy lạnh. Đây là đài radio và nhạc mở bằng USB. USB ở trong đây, cắm USB tải nhạc mỗi ba vô là cắm vô sẽ hát. Còn đây là trang bị cái mồi thuốc và cái này là cái cốc Ben. Đây là cái dắt điện 24V, cũng thiết kế sẵn cái dồi để xịt vệ sinh trong khoang lái cabin. Đây là phanh tay lóc kê. Và đây là cần Ben đẩy về trước là hạ, đẩy về sau là nâng. Đây là công tắc gài cầu, mũi tên chỉ về 2H là một cầu, chỉ về 4H là hai cầu và 4L là hai cầu số mạnh. Âm con ta gài bằng điện. Đây là đồng hồ của xe, cũng vừa cơ và vừa LCD, thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật cho anh em tài xế kiểm tra và quan sát. Ghế thì bằng da, nhìn rất là sạch sẽ, sang trọng. Phía trước xe thì có cái nhãn hiệu Falan và cái logo Falan. Kính chiếu hậu thì rất là nhiều nên anh em tài xế quan sát rất là tốt. Tất cả là 6 gương, hạn chế những cái điểm mù cho anh em tài xế. Xe sử dụng vỏ là 9.20, vỏ mắc xích. Vỏ mắc xích thì cực kỳ là bền và chịu tải rất là tốt. Đây là cầu trước của sau, đây là cầu trước của xe. Thì mỗi bên là sử dụng 7 lá nhíp và cầu cũng rất là bự. Đây là cầu sau của xe thì sử dụng là nhíp 2 tầng. Nhíp chính là 12 lá còn nhíp phụ là 7 lá. Phanh hơi. Phanh hơi thì cực kỳ là ok. Sắc xi của xe là 2 lớp, cực kỳ là dày.
Bình dầu của xe cũng sử dụng bằng nhôm và với thể tích là 150 lít. Xe thì sử dụng hai bình ắc quy 12V 100A. Và có cái công tắc cúp mắt để tránh rò rỉ điện. Bình chứa hơi của xe sử dụng bằng nhôm. Nhôm thì nhẹ và độ bền rất là cao, tránh rỉ sét. Đây là đà dứ của thùng, cũng rất là dày. Tiben chữ A. Xe thì được bảo hành là 1 năm hoặc là 40.000 cây. Tất cả các trạm ủy quyền Trường Hải trên cả nước. Và 1.000 cây đầu tiên thì được thay nhớt và thay lược nhớt miễn phí. 10.000 thì được thay cái lược nhớt và tiền công miễn phí. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.